Vậy xin chào mọi người quay trở lại channel của mình. Và tôi là kênh 5 Viên Kim Minh này. Theo anh em đọc tiêu đề thì anh biết có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh biết đây là sao thì không? Đó là Shinobi Last 2 á. Thì cho bây giờ này mình đang làm biết ra đi. Rồi, cũng bị quan cấp tổ hút khác rồi. Đây nè, Shinobi liền đây. Đây là mình tổ slot 3, slot 4, Genkai slot 3, Genkai slot 4. Những cái bác đất tâm má. Đã cắt cho game member Radio Shinobi Devil Creator, Spin Story and Dragon Shinobi đấy. Mình xem bé đi luôn. Đây, game này rất là hàng. Có 6 người, 798 người chơi. Cái này á, là do chiến khi Shinobi bị khóa mà chơi thì giờ cũng chơi được là lưu đó. Và player 5. Đây, cái này là hình thức chơi khó khăn rồi. Rất là buồn. Thì mình sẽ ấn favorite đây. Để khi nào mình game ra thì mình sẽ làm đến những cái này hơn. Rất là buồn. Mà mình sẽ ra ha. Hẹn mọi người và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người clip lần sau nha. Ba, anh em nhớ ấn nút đăng ký, ấn một cái chuông để cập nhật thông tin mới nhất. Nếu như Shinobi Last 2 xuất bản thêm một lần nữa. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Peace.